Hello class, welcome to our lesson today. Today we will prepare for the first semester test. Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta cùng đến với bài giải đề thi cuối học kỳ 1. Chương trình tiếng Anh cấp 6 mới, Island Smart World. Thời lượng của cái bài kiểm tra này là 60 phút, tuy nhiên có bài nghe thì chúng ta sẽ để nghe sau nhé. Rồi, chúng ta cùng đến với bài nhé. Number 2, pronunciation. Pronunciation. Find the words that differs from the other three in the position of primary stress. Phần trọng âm. Bạn hãy tìm những từ mà khác những cái từ còn lại trong cái câu đó ở vị trí của trọng âm. Tức là những từ mà có cái phần trọng âm được nhận khác. Thì đây là phần mà bình thường theo các cái sách cũ ý, thì là lên lớp 7 các bạn phải cuối lớp 7 các bạn mới bắt đầu tiếp cận, đúng nào? Nhưng mà ở đây là lên chương trình lớp 6 đã có sự thay đổi, chúng ta đã được tiếp cận tới ngay lớp 6 rồi. Thì bạn lưu ý giúp cô một số quy tắc cơ bản nhất của trọng âm. Đó là nếu với những từ mà có hai âm tiết thì danh từ, tính từ thì mình sẽ nhận trọng âm số 1. Còn động từ thì thường được nhấn trọng âm ở âm tiết số 2 nhé. Và bạn đếm âm số âm tiết dựa vào số nguyên âm phát âm. Ví dụ ở đây câu C cô có chữ order. Order thì có nguyên âm or và ơ, được chưa? Order, được chưa? Bạn nào mà thấy khó nhớ quá thì dựa vào mặt chữ cái. Nhưng mà dựa vào chữ cái thì nhiều khi phát âm nó lại không chuẩn. Chúng ta cứ đọc từ đấy lên. Order, hai âm tiết, đây là động từ, được chưa? Rồi vậy chúng ta hãy cùng làm nhé. Chúng ta hãy cùng làm, các bạn nhìn lên đây cho cô này. Ở đây cô sẽ đánh trọng âm này. Câu số 1, noodles. Noodles là uống mì phở, trọng âm số 1. Từ dessert, mặc dù nó là danh từ có nghĩa là món ăn ngọt tráng miệng ấy, thế nhưng mà trọng âm của nó lại là số 2. Rồi, từ order. Order mặc dù là động từ nhưng mình sẽ không nhấn vào cái âm ơ này này và mình sẽ nhấn vào trước nó, order. Và sweater là áo len thì cũng thế. Vậy ở câu này bạn sẽ chọn cho cô đáp án là đáp án là câu số 2 nhé. Rồi, number 6, performance. Performance, trọng âm số 2. Cái bài này thì đương nhiên là bạn sẽ phải luyện rất là nhiều. Performance, festival, trọng âm số 1. Bạn muốn trọng âm ở đâu thì bạn có thể ôn tập đó bằng cách là dở cái phần danh mục từ vựng của cuối sách ý. Thì bạn ôn người ta có đánh trọng âm. Library, trọng âm số 1. Và customer, trọng âm số 1. Vậy ở câu này mình sẽ chọn cho cô là đáp án là A. Rồi, number 7, with the sausages on the barbecue, they taste wonderful. Chúng tôi xúc xích ở trên vị nướng đấy, chúng có vị thật là tuyệt vời. Vậy nên từ fry ở đây có nghĩa là rán, chiên trong con chả. Từ serve là phục vụ, từ pour là đổ và từ grill ở đây là nướng. Chúng ta sẽ chọn từ này đi với các món nướng. Number 8, would you like to see the dessert? Bạn có muốn nhìn thấy cái gì đó tráng miệng không? Thì menu là cái thực đơn. Từ order là đặt hàng. Từ tip là cái tiền mà bạn cái mẹo hoặc là cái tiền mà bạn đưa thêm cho người phục vụ bồi bàn đấy. Và service là dịch vụ. Thế thì chúng ta sẽ chọn từ menu. Number 9, they serve on TV tonight. You can see many dancers in their traditional clothes. Có một cái gì đó ở trên TV tối nay, bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều vũ công trong trang phục truyền thống. Traditional là truyền thống. Vậy đây chúng ta sẽ có một cuộc thi khiêu vũ. Từ fashion show là cuộc diễn thời trang này. Từ tug of war là kéo co. Và fireworks có nghĩa là pháo hoa. Number 10, do you have this skirt of medium size? Bạn có cái váy này. Cái váy này ở trong ở cái size là size cỡ M, là size trung bình đấy. Cái đây chúng ta là có ở size nào chúng ta sẽ dùng cái giấy tự in các bạn nhé. Number 11, I like shoes by the window. Do you have in black? Tôi thích cái giày này, cái giày mà ở cạnh cửa sổ ấy. Bạn có chúng màu đen không? Tức là có chúng nhưng mà màu đen không? Màu nào thì chúng ta sẽ dùng in nhé. Rồi vậy thì đôi giày bạn nhìn cho cô này, giày là danh từ số nhiều thì ở đây mình sẽ dùng với các đại từ chỉ định, đúng nào? This thì sẽ cộng danh từ đếm được số, this thì cộng danh từ số ít, có nghĩa là ở gần một cái gì ở gần.
That sẽ cộng danh từ số ít, một cái gì ở xa. These sẽ cộng cái từ these, sẽ cộng danh từ số nhiều. Được chưa? Danh từ số nhiều. Và những cái gì ở gần. Và those sẽ cộng danh từ số nhiều, những cái gì ở xa. Vậy thì câu này mình sẽ loại luôn đáp án A, đáp án B. Bởi vì the shoes nó là danh từ số nhiều. Vậy thì mình sẽ đọc tiếp đôi giày. Vậy vế đầu thì mình có thể là điền those hoặc là điền these thì cũng tạm được. Thì mình về sau mình sẽ đọc tiếp tạm có chúng. Thì đương nhiên đôi giày thì phải dùng là với tân ngữ là dâm. Dâm ở đây có nghĩa là chúng. Chúng ta sẽ dịch là chúng. Con người thì chúng ta dịch là họ. Còn it ở đây chỉ là một cái thôi. Number 12. Would you like, bạn có muốn một cái gì đó, bread and cheese for lunch? Bạn có muốn bánh mì và phô mát cho bữa trưa không? Bạn có muốn ăn bánh mì và phô mát cho bữa trưa không? Thế đây bạn ôn lại kiến thức cho cô. Với ơ thì bạn sẽ cộng. Ơ thì bạn sẽ cộng danh từ. Cộng danh từ số ít nhá. Danh từ đến được số ít. Được số ít bắt đầu bằng phụ âm. Ví dụ như là a book, được chưa? Ví dụ như là a book chẳng hạn, hoặc là a table, được chưa? Phụ âm là những cái âm mà nó không phải là những âm nguyên âm. Nguyên âm thì mình loại dễ hơn. Nguyên âm thì về mặt chữ viết thì đó là các âm A, E, E, O, U giống như tiếng Việt. Còn phụ âm là những từ còn lại. Thế đây thì chúng ta phải cộng danh từ đến được số ít bắt đầu bằng phụ âm. Some sẽ cộng. Some và any cũng viết vào đây nhé. Some, any thì sẽ cộng danh từ đếm được số nhiều. Đếm được số nhiều. Ví dụ như là some apple. Any apple. Rồi. Hoặc là danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được. Danh từ không đếm được. Ví dụ như là some milk. Any milk. Vậy thì chúng ta chưa thể phân biệt được hai cái từ này bởi vì nó đều cộng các danh từ giống nhau. Hai từ này đều cộng được danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được. Vậy thì như vậy thì bạn phải loại cho cô bằng quy tắc sau. Loại trừ bằng cách. Loại trừ đáp án. Some any bằng cách. Rồi, some sẽ dùng trong câu khẳng định. Dùng trong câu khẳng định. Hoặc là lời mời. Còn any thì sẽ dùng trong câu phủ định, trong câu phủ định và câu hỏi thường thôi, được chưa? Rồi, vậy thì bạn sẽ phải nhận định cho cô kiến thức này. Câu số 12, bạn có muốn một ít format và bánh mì cho bữa trưa, ăn bánh mì format cho bữa trưa không đấy? Thì bánh mì format thì là không đếm được, đúng không? Không đếm được thì chúng ta sẽ không dùng ơ, cũng không dùng giờ. Đây là lời mời, would you like là một lời mời. Vì vậy thì mình sẽ chọn cho cô đáp án là đáp án B nhé. Bạn có muốn ăn một chút gì đó không? Rồi, number 13. Waiter, what would you like for dessert? Bạn muốn ăn gì cho để tráng miệng đấy, bữa tráng miệng. Từ dessert là tráng miệng. Customer, khách hàng sẽ trả lời như thế nào? Câu A, I'd like an omelet. Tôi thích một cái lát trứng tráng. Câu B, a cupcake please. Một cái bánh hình cốc đấy. Câu C, I don't like coffee. Tôi không thích cà phê. Và câu D, I prefer tea. Thì ở đây là cái món tráng miệng, thường nó là cái món theo cái kiểu của nước ngoài là kem hoặc là bánh ngọt gì đó, thì mình sẽ chọn bạn B nhá. Number 14. Customer, do you have this dress in white? Khách hàng, bạn có cái váy này nhưng mà màu trắng không? Và trợ lý của cửa hàng hay là người bán ở trong cửa hàng đấy, thì người ta sẽ trả lời như thế nào? Người ta sẽ trả lời bằng câu C. Yes, here you are. Có chữ của ngài đây. Thì đây là câu trả lời chức năng giao tiếp. Number 15. What does the sign mean? Cái ký hiệu này có nghĩa là gì? Đây là order here, tức là bạn là đặt đồ ở đây. Thì chúng ta sẽ dùng với câu B. Please order down here. Vui lòng hãy đặt đồ của bạn ở đây. Được chưa? Rồi, chúng ta cùng chuyển đến câu 16. Đây là về biểu tượng quiet zone. Quiet zone là hãy yên tĩnh. Vùng yên tĩnh, tức là mình sẽ không nói chuyện. Vậy thì ở đây là mình sẽ vui lòng hãy yên tĩnh. Please be quiet here. Rồi chúng ta chuyển đến phần reading nhé. Reading comprehension là phần đọc hiểu.
Đây là phần bài đọc hiểu. Bởi vì là cái unit gần nhất là chúng ta học về chủ đề Tết, nên rất có khả năng là chúng ta sẽ thi về chủ đề Tết. Kỹ năng là bài đọc hiểu thì về cơ bản là bạn sẽ đọc thật nhanh cái đoạn hội thoại cho cô, cái bài đọc cho cô. Bạn sẽ cách chân câu đầu, một hai câu đầu để biết được nội dung đúng nào. Ví dụ như ở đây của cô là cô có cái thông tin như sau. Tên của tớ là đây, tên của tớ này, và tớ đến từ Trung Quốc. Cái thời điểm yêu thích trong năm của tớ là cái Tết âm lịch của người Trung Quốc cũng như là Tết của Việt Nam. Vậy thì chắc chắn là các thông tin sau này bạn sẽ nói về là dịp Tết của người Trung Quốc, được chưa? Vậy nội dung là chủ đề về Tết. Rồi, sau đó chúng ta hãy cùng đọc các cái câu từ 17 đến 20. Chúng ta gạch chân cho cô một số từ keyword, ví dụ trang trí này, nhà này, trong suốt cái dịp Tết, được chưa? Đỏ này, vàng này, màu may mắn ở Trung Quốc, trẻ con này, nhận được tiền lì xì này, trong những cái phong bao màu đỏ, lì xì màu đỏ. Câu số 20, mọi người thì ăn cá này, ăn gà này, ăn cả cây quất này. Mandarins, oranges là cây quất trong cái bữa tiệc đoàn viên, reunion dinner là bữa tiệc tất niên đấy. Rồi vậy chúng ta hãy cùng kiểm tra bài này nhé. Và chúng ta sẽ điền những cái câu cô vừa gạch chân là true hay là false. Tên của tớ là Quan Châu và tớ đến từ Trung Quốc. Tớ đến từ Trung Quốc. Cái thời điểm và trong năm ưa thích của tớ là Tết âm lịch của người Trung Quốc. Mọi người thường trang trí nhà cửa và đường phố với những cái đèn lồng, lanterns và hoa nhiều ngày trước khi dịp lễ năm mới đến. Mọi thứ thì có màu đỏ và màu vàng bởi vì chúng là những màu may mắn. Mọi người thường tặng cho trẻ con những cái tiền mừng tuổi trong những phong bao đỏ và cũng tặng cho bạn bè những cái cây quất mandarins oranges là cây quất để cầu chúc may mắn. Bữa ăn tất niên, the New Year's Eve dinner, thì được gọi là bữa ăn đoàn viên, reunion dinner. Mọi người ở trong gia đình ngồi cạnh nhau nói chuyện và thưởng thức đồ ăn truyền thống. Một cái loại đồ ăn đặc biệt có tên là nian đào. Mọi người làm cái đồ ăn này với đường và gạo. Chúng tôi cũng rất là thích ăn cá, thịt gà và dumplings bánh bao. Sau bữa tối chúng tôi thường xem những cái màn biểu diễn âm nhạc trong năm mới ở trên TV. Vào đêm đấy, tức là đêm giao thừa đấy, chúng tôi có thể nhìn thấy pháo hoa fireworks in the sky. Những màu sắc thì cực kỳ là thú vị, độc đáo. Parade là cũng có những cái buổi diễu hành và múa sư tử ở trên đường phố nữa. Thì về cơ bản là bạn cũng cảm nhận được cái không khí Tết đến rất gần. Không khí Tết ở Trung Quốc cũng tương tự như Việt Nam, đúng không nào? Vậy chúng ta hãy cùng làm bài này nhé. Rồi, câu số 1, các bạn chọn đáp án gì đây? Mọi người trang trí nhà cửa trong suốt dịp Tết, thì cái thông tin này ở từ during là chưa đúng rồi, ở cái từ này này. Mọi người không trang trí trong suốt dịp Tết, mà ở đây là mọi người trang trí trước Tết, chính là dòng số 2, thì đây mình sẽ chọn false. Number 18, màu đỏ và vàng là màu may mắn ở Trung Quốc, đúng rồi, ở Việt Nam thì thường là màu đỏ nhiều hơn, đúng không? Number 19, children receive lucky money in red envelope. Trẻ con được nhận được tiền lì xì trong phong bao đỏ, và câu này đúng rồi. Và câu cuối cùng, mọi người ăn cá, gà và ăn cả cây quất, thì cái này chưa đủ, cái này hệ thông tin người ta đưa cho mình bị thừa cho cây quất rồi. Rồi, chúng ta cùng chuyển đến phần tiếp theo từ câu 21 đến câu 22 nhé. Đây, phần này bạn sẽ nhìn và chọn đáp án đúng. Câu số 1, mọi người thường tặng gì cho bạn bè để cầu chúc may mắn? Thì ở đây chúng ta có một số keyword này, các bạn nhìn lên đây cho cô hướng dẫn cách làm này. Ở đây là tặng quà cho bạn bè để cầu chúc may mắn. Thì chúng ta kéo lên nhé. Đây, chúng ta thấy tặng quà cho bạn bè, cầu chúc may mắn. Thì người ta sẽ tặng cây quất, đúng không nào? Chứ không phải là tặng cái gì khác ở Trung Quốc. Vậy ở đây mình sẽ chọn cho cô đáp án này, đáp án D nhé. Mandarins, oranges. Number 22. What do people make nian dao with? Người ta làm cái món này với cái gì? Thì cái từ này là chính là keyword này.
Đấy, từ đây, vậy bạn nhìn thấy chưa? Từ này là keyword là một này. Được chưa? Người ta làm với gạo này và đường, đúng nào? Gạo và đường rất là đặc biệt. Rồi, vậy chúng ta sẽ chọn là sugar and rice, C. Rồi, chúng ta chuyển đến một bài dạng bài tiếp theo là bài đọc điền, close text. Tức là bạn sẽ chọn đáp án, một trong bốn đáp án đúng để điền vào cái chỗ trống cho bạn văn. Bạn thân của tớ là Joe, cậu ấy 9 tuổi như tớ. Joe thì sống trong một ngôi nhà nhỏ với bố mẹ của cậu. Joe thì cao và khá lặn béo. Cậu ấy chấm chấm chấm. Đôi mắt màu nâu to, rất là to và mái tóc ngắn. Thì ở đây là cậu ấy có, đúng không? Chúng ta sẽ cần một từ có nghĩa là có, cậu ấy có. Vậy câu 23 từ A là wears là mặc, từ has là có. Chúng ta cùng chữa tiếp nhé. Rồi, vậy thì câu tiếp theo nào. Câu tiếp theo nào. Joe và tôi đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Chúng tôi đều thích thể thao. Chúng tôi thường chấm chấm chấm. Đây là võ thuật này. Đây là võ thuật này, các bạn ơi. Đây là môn võ thuật thì chúng ta sẽ dùng với từ do nhé. Các môn mang tính tập luyện thì ta sẽ dùng với từ do. Còn các môn mà dùng để bóng, chia đội và mang tính cạnh tranh thì chúng ta sẽ dùng từ play. Còn go thì sẽ cộng phức in. Còn join đây là tham dự. Joe và tôi dành nhiều thời gian bên nhau. Rồi, chúng tôi ở trong câu lạc bộ karate của trường. Joe là một học sinh tuyệt vời. Cậu ấy rất là gì đó. Thì câu 25 mình cần một tính từ để mô tả cái tính cách của bạn Joe. Chúng ta chưa đủ thông tin bởi vì là từ funny là vui nhộn này là tính từ. Từ friendly là thân thiện cũng là tính từ. Từ selfish là ích kỷ thì cũng là tính từ. Và từ helpful là hay giúp đỡ người khác thì cũng là tính từ. Và chúng ta đọc tiếp câu sau nhé. Cậu ấy giúp tôi khi tôi không thể làm được bài tập về nhà. Thì ở đây mình sẽ chọn câu đi nhé. Bởi vì cậu ấy rất là hay giúp đỡ mọi người. He's also good at magic. Cậu ấy cũng rất là trò giỏi cái trò ảo thuật đấy. He's going to sign up for the next month. Cậu ấy cũng sẽ đăng ký cho cái gì đó vào tháng tới. Câu số 26. Chắc ông cua là kéo co. Puppet là bồ rối nước. Talent show là show diễn về gọi là tài năng đấy, thì chúng ta sẽ chọn câu C. Và fashion show có nghĩa là show diễn thời trang thì không phù hợp. Next Saturday is his birthday. Cái thứ bảy tới là sinh nhật của cậu ấy. Chúng tôi chuẩn a party with chicken pasta and cola. Chúng tôi dự định tổ chức bữa tiệc này với mì gà và nước cola. Thì đây chúng ta dự định lên một kế hoạch thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại tiếp diễn. Cấu trúc là to be của phương Anh. I will buy a t-shirt for him. Tôi sẽ mua một cái áo phông cho cậu ấy. His favorite color is blue. Cái màu ưa thích của cậu ấy là màu xanh dương. So I'm going to look for a beautiful one in blue. Màu sắc gì chúng ta sẽ dùng với giới từ in. Chúng ta chuyển đến bài chia động từ nhé. Đây là bài chia động từ trong ngoặc thì chúng ta mới học có khoảng 2 từ thì cơ bản thôi. Đó là từ hiện tại đơn và từ hiện tại tiếp diễn. Câu số 29. My sister and I shopping tomorrow. Do you want to join us? Chị gái của tôi và tôi thì sáng mai, tomorrow là sáng mai các bạn nhé, sẽ đi mua sắm vào sáng mai. Bạn có muốn tham dự của chúng tôi không? Thì đây là chúng ta có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn, diễn đạt ý nghĩa tương lai, làm được cái việc gì đã lên kế hoạch trong tương lai gần rồi. Thì ở đây my sister and I là chủ ngữ số nhiều hai người, chúng ta sẽ thêm trợ động từ are và go thì mình thêm thành going. Rồi tiếp theo number 30. Harry practice the piano on Fridays. Harry tập chơi đàn piano vào những ngày thứ sáu. Vậy ở đây là những cái việc mà cậu ấy thường làm theo một lịch trình thời gian biểu của cậu ấy rồi. Chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn. Từ practice là thực hành. Thì chủ ngữ số ít thì mình thêm S bởi vì đã có chữ E rồi. Rồi, câu số 31. What time the festival open? Cái lễ hội này mở cửa lúc mấy giờ? Thì nói về cái lịch trình thời gian biểu của lễ hội hoặc là một cái lịch trình đọc xe thì chúng ta sẽ dùng thì hiện tại đơn. Lễ hội ở đây là số ít, chúng ta mượn trợ động từ does và từ open chúng ta giữ nguyên. Number 32. I like reading at home in my bedroom. So like chúng ta sẽ cộng vâng in, nghĩa là tôi thích làm gì ở nhà trong phòng ngủ của tôi. Ở đây là tôi thích đọc sách, đọc truyện. Rồi, number 7. Rearrange the groups of words in the correct order to make complete sense.
Bạn hãy sắp xếp lại cái nhóm từ theo một trật tự đúng để tạo thành câu đúng, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ xem là thường là từ nào viết hoa thì nó sẽ là cái từ mà mình sẽ đưa lên đầu câu, là chủ ngữ của câu. Thì ở đây có từ hopscotch, nó có nghĩa là nhảy lò cò nhé. Hopscotch là nhảy lò cò. Vậy câu này các bạn sắp xếp như thế nào đây? Rồi, I often là tôi thường chơi nhảy lò cò đúng nào? Với bạn của tôi, I often play hopscotch with my friends. Với ai? With my friends. On the weekends. Rồi, và bước cuối cùng của cô, các bạn nhìn bao giờ cô cũng sẽ đếm xem đủ số từ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi chúng ta chuyển đến câu số 34. Trick or treating, đây là một cái trò chơi là, tức là vào dịp Halloween thì các bạn trẻ con sẽ đến gõ cửa từng nhà. Một là người đó sẽ phải đưa quà hoặc là tặng kẹo cho các bạn đấy. Hai là các bạn sẽ có một cái hoạt động gì đó như nhộn để trêu chọc nhá. Trick or treat, từ costumes ở đây là trang phục, từ costume ở đây là trang phục. Vậy chúng ta sẽ biết là children wear là trẻ con. Children wear costume, trẻ con mặc trang phục đúng nào? And go, and go, sau go là verb in. Cheat or cheating, được chưa? Cheat or cheating on Halloween. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng đếm xem tổng số từ trước nhé. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, đủ rồi. Rồi vậy chúng ta cùng chuyển đến bài tiếp theo nào. Bài tiếp theo cũng là bài về dạng viết lại câu, nhưng mà ở đây ý của người ta là bạn sẽ phần cần đặt câu hỏi trong phần đặt chân. Câu số 35, Sam rarely goes running. Sam hiếm khi chạy bộ. Vậy rarely là trạng từ chỉ tần suất, từ này có nghĩa là hiếm khi. Vậy nếu là hiếm khi thì mình sẽ hỏi bằng một cái từ hỏi tần suất là how often, đúng nào? How often, ở đây là thì hiện tại đơn, bởi vì trạng từ chỉ tần suất đi về thì hiện tại đơn, mình sẽ hỏi how often. Nhá, how often có nghĩa là thường xuyên như thế nào. Rồi, ở đây chủ ngữ là Sam thì hiện tại đơn, thì mình sẽ mượn trợ từ đơn cộng chủ ngữ. Một khi có trợ động từ thì động từ chúng ta phải chuyển về nguyên thể là go swimming. Được chưa? Sam có thường đi, cô xin lỗi, Sam có thường chạy bộ không? Running, go running. Có thường chạy bộ không? Hoặc là thường chạy bộ như thế nào? Number 36, the new teacher is very kind and funny. Cái thầy giáo mới, cô giáo mới thì rất là tốt bụng và hài hước. Thì mình sẽ hỏi là thầy giáo mới hoặc là cô giáo mới đó như thế nào? Cấu trúc là what is the new teacher like? Được chưa? What is new teacher like? Tức là thầy cô giáo mới đó như thế nào? Number 37. This jacket is $20. Cái áo khoác này thì $20. Chúng ta sẽ hỏi là how much? Có giá bao nhiêu đúng không? Cộng trợ động từ is this jacket. Hoặc cách số 2 là how much does this jacket cost? Một là chúng ta hỏi luôn là how much is this jacket, là cái áo này thì bao nhiêu, hoặc chúng ta hỏi là cái áo này thì có giá bao nhiêu, hay trường hợp cũng được các bạn nhé. Rồi chúng ta cùng chuyển đến bài cuối cùng. Bạn hãy viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi. Rồi câu số 38, I want to have a cheeseburger. Tôi muốn ăn một cái bánh burger format. Được chưa? Vậy tức là tôi muốn ăn, tôi muốn. Thì từ muốn ngoài dùng what thì mình cũng có thể dùng được là I would like. Sau I would like, bạn cộng to verb cho cô. To have a cheeseburger. Ok, cheeseburger. Rồi chúng ta cùng chuyển đến câu số 39. Đây là một lời mời, lời gợi ý. Why don't we go to the movie theater? Tại sao chúng ta không đi xem phim nhỉ?
Đúng nào? Vậy thì lời gợi ý tại sao chúng ta không đi xem phim thì chúng ta có thể là chuyển thành một cái cách khác là let's cộng verb, ví dụ như let's go chẳng hạn. Thì đây chúng ta sẽ cộng luôn động từ let's go to the movie theater. Rồi và câu cuối cùng, Simon likes play soccer in his free time. Simon thích chơi chơi bóng đá vào thời gian rảnh rỗi. Vậy sở thích của Simon là chơi bóng đá. Chúng ta sẽ nói là hobby ở đây là sở thích nhá. Hobby, sở thích này. Cái này có nghĩa là sở thích. Sở thích thì mình không cần thêm từ like nữa. Mình chỉ nói là sở thích của bạn ý là playing soccer in his free time. Cái từ in his free time mình có thể không điền cũng được nhá, bởi vì đã là sở thích thì thông thường là những cái lúc rảnh rỗi thì mình phải có thời gian mình làm, đúng không? Okay, so our lesson finished today. I wish you like it and I hope to see you next time. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây. Đây là bài chữa ôn tập giải đề kiểm tra cuối kỳ môn tiếng Anh 6 Island Smart World. Cô hy vọng rằng các bạn sẽ ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho những bài thi sắp tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.